Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc, là những chiếc đồng hồ tầm trung giá trị và rất là đáng được sưu tầm. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Torino. Anh em đã biết đến thương hiệu này chưa ạ? Nó là một trong những cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ và được tất cả các nhà sưu tầm bên nước ngoài sưu tầm rất là nhiều. Vì cái thương hiệu Torino này nó gắn liền với những cái thương hiệu của những cái siêu xe và cũng như là những cái món thời trang cao cấp. Và một chiếc Torino hôm nay em gửi đến tất cả các anh em là một chiếc đồng hồ với cái form dáng vuông. Và thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này đó chính là một chiếc đồng hồ chạy với cỗ máy lên dây 17 chân kính và nó được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy SS. Và chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ hàng nót zin nguyên bản anh em nhé. Độ mới còn 97-98%, còn rất là đẹp và gần như là người sưu tầm trước mua về chỉ để tủ và sử dụng rất là ít anh em ạ. Và đi sâu vào cái phần nền mặt của chiếc Torino này thì nó là một trong những cái nền mặt vàng mỡ gà đỉnh cao, trải tia phát sáng rất là tốt và có những cái kết hợp với những cái cọc số là các cọc số chìm ở trên cái nền mặt, nó làm thiết kế rất là thủ công và tỉ mỉ anh em ạ. Một cái hiệu ứng ánh sáng mỡ gà vàng toát lên khi mà anh em dưới ánh điện nó rất là bắt sáng anh em ạ. Và nó là một trong những cái thiết kế lên dây nên là nó có hai cái kim rất là đơn giản và tinh tế. Và điểm xuyết ở trên những cái cọc số anh em ạ, anh em thấy không? Nó rất là đẹp, em quay cận cảnh cái nền mặt để tất cả các anh em cùng xem. Gần như là không có một cái nét thời gian hiện hữu trên một cái chiếc Torino form vuông này. Và nó cũng là một cái hàng sưu tầm rất là đỉnh cao. Và anh em nào mà chưa có trong bộ sưu tập thì hãy đừng bỏ lỡ cái sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu. Anh em thấy không, cái nút vàng mỡ gà của nó rất là đẹp anh em nhé. Và sáng bóng, khi anh em đeo ngoài ánh nắng mặt trời thì nó còn lộng lẫy và đẹp nữa. Nó không có một cái nét thời gian nào hiện hữu trên cái chiếc đồng hồ này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể khung vỏ bọc vàng có chuyện anh em ạ ở cái phần thân. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Rất là đẹp. Một chiếc hàng sưu tầm. Tại thời điểm bây giờ kiếm được những cái chiếc đồng hồ mà còn đẹp để chơi rất là khó anh em nhé. Đáy của nó là đáy SS. Anh em thấy không, còn sáng bóng, chưa đánh bóng spa hay làm lại bất kỳ một cái gì cả anh em nhé. Hàng zin nên là anh em chơi, sưu tầm và sở hữu nó cũng khá là giá trị, bởi vì nó còn nguyên cái giá trị thời gian, rất là đáng sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em ạ. Ở lắp đáy thì có dòng chữ Street. Đây là một cái bản mà làm ở chính nội địa của Thụy Sĩ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng núm zin anh em nhé. Núm zin còn rất là mới, chứng tỏ là nó sử dụng rất là ít anh em ạ. Nước vàng còn sáng bóng đẹp, nguyên zin nguyên bản. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 31x31mm form vuông, tương ứng với form tròn nó khoảng 34.5mm anh em nhé. Và đây là một cái chiếc đồng hồ form vuông tròn rất là đỉnh. Và nó được kết hợp với một sợi dây đà điểu, cái vân đà điểu ấy, với cái vân nhám của cái niềng benzen ấy, niềng khía bông, nhìn nó cùng tông, nhìn nó tôn lên cái vẻ đẹp rất là lộng lẫy anh em ạ. Và anh em mà chưa có những cái chiếc đồng hồ Torino này trong bộ sưu tập ấy, thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu, rất là giá trị đấy anh em ạ. Và anh em nào mà yêu thích sản phẩm này nên cho em mã một giá 6.800.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.